Dù tối muộn, chị Nguyễn Thị Mai vẫn quyết định mang những chiếc điện thoại, máy tính bảng của các mạnh thường quân trao tặng đến trung tâm sửa chữa kiểm tra lại chất lượng. Những thiết bị hữu ích này được trao tận tay các em học sinh khó khăn, chịu ảnh hưởng trực tiếp từ đại dịch Covid-19, giúp các em vững tâm trong năm học mới. Và trong quá trình hỗ trợ thiết bị thì cũng có rất là nhiều khó khăn, nhưng rồi nó cũng sẽ vượt qua và hỗ trợ được các con, mặc dù là cũng không nhiều. Nhưng mà nó là cái niềm an ủi, nó là cái lời động viên để các con có thể bước tiếp trên con đường học vấn của mình. Cái điện thoại, những cái iPad, những cái máy tính đó là phương tiện để các con có thể có những cái thiết bị học tập. Điều mà Mai mong muốn gửi đến các em học sinh trong thời Covid này thì dù là thời nào đi chăng nữa thì việc học là mãi mãi. Nên các con không chỉ học về mặt kiến thức mà học cả vốn sống để mình có thể hòa nhập trong cuộc sống. Trong căn phòng nhỏ thiếu ánh sáng là nơi ở của ba mẹ con em Nguyễn Minh Tú. Năm học 2021-2022 này, em không thể đến trường mà học online tại nhà. Đây cũng là năm học đầu tiên hai em vắng bóng người cha hết mực thương yêu con cái. Gia đình khó khăn nên em không thể theo học cùng chúng bạn. Và chiếc máy tính bảng mới này sẽ trở thành người bạn đồng hành cùng ba anh em Minh Tú trong thời gian học tập. Cảm ơn coi như bà nhận được quà của các nhà mạnh thường quân, và cảm ơn các nhà mạnh thường quân là để cho cháu có cái học, không có thì cháu lại thất học. Dịch bệnh rồi sẽ qua đi, nhưng nỗi đau sẽ còn đeo đẳng mãi với những đứa trẻ nhỏ mồ côi. Hy vọng sẽ có nhiều hơn nữa những nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội đồng hành giúp các em có môi trường học tập, phát triển toàn diện dù thiệt thòi tình thương của cha, của mẹ.